Ok, hello mọi người đã trở lại với Tùng Chung Official. Và trong video này hướng dẫn về Camtasia, mình sẽ chỉ mọi người cách làm thế nào để mất đi cái viền đen trong Camtasia. Đầu tiên là mình sẽ mở cái phần mềm Camtasia ra. Đây, thường chúng ta bị viền đen ở trong Camtasia theo hai dạng. Dạng thứ nhất là khi chúng ta có một cái hình. Đây, ví dụ cái hình của mình. Đây, ví dụ cái hình này là các chị thấy có viền đen ở hai bên đúng không? Cho nên là lúc mà xuất ra nó sẽ bị viền đen này. Cái mà các chị lưu ý đầu tiên giúp cho mình ha, cái đầu tiên đó là các chị kiểm tra xem là cái khung hình của các anh chị là bao nhiêu, tỷ lệ bao nhiêu. Các chị bấm vô cái chỗ phần trăm này nè. Các chị chọn là Reset Setting. Của mình hiện tại đang là 1280/720. Nếu như các anh chị mà không có đúng tỷ lệ này thì làm ơn chỉnh là cái tỷ lệ này giùm mình. Tại vì tỷ lệ này là cái tỷ lệ chuẩn để chúng ta hiển thị trên video YouTube hoặc là trên màn hình TV. Nó là HD 1280, HD 720. Rồi. Tiếp theo là khi mà chúng ta đã set up được cái khung hình này là 71280 hay là 1920 rồi ấy, mà nó vẫn bị viền đen, tức là cái hình của chúng ta là cái hình chụp vuông hay là cái hình chụp nó không phải là hình 1280, cho nên khi mà đưa vào là nó sẽ bị viền đen hai bên. Thì cái giải pháp là một là các anh chị có thể là kiếm cái hình khác, hai là các anh chị muốn là chị sửa trực tiếp những cái hình này thì các anh chị sẽ làm thế này nè, bấm vô cái hình, sau đó phóng to cái hình nó ra, kéo hình nó ra đó, giữ con chuột nha, giữ con chuột kéo ra đó. Khi mà nó lấp đầy, khi mà lấp đầy cái viền đen này nè, nó lấp đầy cái viền đen này nè, nó lấp đầy cái viền đen này nè, là khi đó xuất ra sẽ không bị hiển thị cái viền đen ở hai bên nữa, hiểu không? Như thế này nè, xuất ra mà như thế này nè, đó, xuất ra mà thấy viền đen như thế này nè, chưa xuất nha, chưa xuất mà đã thấy viền đen này, có nghĩa là lúc xuất ra nó sẽ là có viền đen, ok không? Hiểu không ạ? Cái viền xám này chính là cái viền ranh dưới mà mình có thể canh chuẩn được. Cho nên chỗ này mình thấy là ở dưới cái viền xám này nó xuất hiện màu đen, tức là xuất ra sẽ có viền đen. Cho nên mình kéo cái video này, kéo cái hình này làm sao cho nó lấp đầy. Đó, lấp đầy. Như vậy xuất ra sẽ không có viền đen nữa. Đối với trường hợp là hình. Rồi, bây giờ mình nói tiếp trường hợp là video. Bây giờ mình có một cái video này có viền đen nè. Nè, mọi người thấy nè. Cái video này mọi người thấy là nó có viền đen, nó không to, nó nhỏ thôi. Viền đen nè, viền đen nè, viền đen như thế này, thấy không? Rồi, thì cái giải pháp của mình là gì? Là mình sẽ kéo to nó ra. Mình ví dụ, mình bấm vô cái hình này nè. Mình sẽ kéo to nó ra nè. Đó, kéo to nó ra nè. Đó. Như vậy đơn giản thôi. Mình đã mắc cái viền đen rồi. Như vậy là đơn giản như vậy thôi. Rồi, chỉ thêm mọi người một cái mẹo thứ ba nữa. Ví dụ giả sử như trong cái video của mình nè. Bây giờ làm sao để mà nó mất luôn cái viền đen này, thì mình sẽ có một cái cách là nó có một hiệu ứng gọi là rớp ha. Rớp trong Camtasia có cái là rớp. Cái thứ nhất là cái mũi tên. Cái mũi tên có nghĩa là mọi người sẽ di chuyển nó, nhưng mà còn cái này là cái gọi là cái rớp nè. Cái rớp có nghĩa là mọi người sẽ cắt nó. Đây, nó khác nhau nha. Cái rớp á có nghĩa là mình sẽ cắt nó, còn cái mũi tên á là mình move, di chuyển nó. Cái này quan trọng nha, là muốn làm sao mà không hiển thị cái viền đen thì mình phải phân biệt được hai cái này. Rồi, bây giờ giả sử như mình không có phóng to nó nữa. Bây giờ giả sử như mình không phóng to nó nữa. Mình đưa nó về bình thường nè. Đây là video bình thường nè. Mình muốn mắc cái viền đen, mình sẽ làm cái này nè. Mình sẽ rub nó. Rub nè. Rub nó. Rub nó. Rub luôn cái này luôn. Rồi. Chỗ viền đen nè, mình sẽ rớp qua luôn. Đó, rớp luôn cái thằng này luôn. Đó, rồi. Sau đó mình mới chỉnh qua mũi tên. Đó, rồi bây giờ mình sẽ kéo lên. Cho nó về một góc nè. Sau đó mình muốn nó qua. Đó. Hiểu không? Mọi người hiểu không ạ? Đó, thì đây là cái cách thứ hai để mà mình làm mắc cái viền đen nó luôn. Ok. Rồi. Nếu như mọi người mà còn chưa làm được thì có thể là inbox vào phía dưới phần mô tả của video này. Mình sẽ hướng dẫn mọi người thêm nhé. Và nếu như thấy hay thì đừng quên follow kênh của Tùng Chu Official.